Gần đây tại Hà Nội đã liên tục xảy ra hàng loạt vụ cháy các nhà trọ và chung cư mini, gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ về vấn đề tài sản mà còn cả tính mạng con người. Vụ cháy mới nhất xảy ra vào tối ngày 16 tháng 6 đã khiến 4 người thiệt mạng. Đây chỉ là một trong nhiều thảm kịch liên quan đến cháy nổ ở Hà Nội trong thời gian qua. Tuy nhiên, điều khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và ám ảnh trong những thảm kịch này là những lời kêu cứu vô vọng của các nạn nhân trong biển lửa. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cháy nhà 6 tầng trên phố Đình Công Hạ ở Hà Nội trong cơn mưa lớn làm 4 người tử vong. Tối ngày 16 tháng 6 năm 2024, một vụ cháy bùng lên tại một ngôi nhà 6 tầng nằm trên phố Đình Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thời điểm xảy ra vụ cháy nhà 6 tầng, nhiều người nhìn thấy khói bốc cao hàng chục mét, mặc dù trời mưa lớn nhưng ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội. Theo quan sát, ngôi nhà bị cháy có 6 tầng và một tum, phía dưới kinh doanh thiết bị điện. Theo ghi nhận, tới 19 giờ 30 phút, lửa bốc cháy ở tầng 5 và tầng 6 của ngôi nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Một số nhân chứng cho hay bên trong ngôi nhà bị cháy nghi có người mắc kẹt. Hai xe cứu thương được điều động tới, sẵn sàng chở người tới bệnh viện khi cần thiết. Tới 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể mắc kẹt trong vụ cháy ở Đình Công Hạ gồm một người lớn và 3 trẻ em. Vụ cháy nhà tầng 6 trên phố Đình Công Hạ có bàn tay vẫy đèn pin từ tầng 6. Vụ cháy nhà trên phố Đình Công Hạ, phường Đình Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến 4 người tử vong khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa. Được biết, ngôi nhà bị cháy cao 6 tầng, một tum, trong đó từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở. Đến khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận tầng 6 của tòa nhà, vẫn ngùn ngụt lửa cháy. Sống cách ngôi nhà bị cháy ở Đình Công Hạ chỉ 3 căn. Anh Trần VD, tên viết tắt cho biết, khi xảy ra cháy, nhiều người dân tìm cách xông vào nhà, nhưng lên đến tầng 3 thì không thể lên được tiếp nữa. Chỉ biết tri hô, vẫn còn có nhiều người bị mắc kẹt ở trên. Lúc đó là hơn 6 giờ, khói đen bốc ra nghi ngút. Khoảng 30 phút sau, lửa bùng lên. Chúng tôi không biết làm sao, thế nào, thì có cậu thanh niên chạy từ bên trong ra rồi hỏi, mẹ em ra chưa? Anh Đê kể lại. Cũng theo anh Đê, căn nhà bị cháy ở Đình Công Hạ là thuộc sở hữu của những người bị nạn. Còn theo chị Nguyễn TH, tên viết tắt, ngay khi phát hiện ra đám cháy, người dân đã gọi công an, cùng với đó là xách xô chậu đi dập lửa. Cũng theo chị H, khu vực này gần doanh trại quân đội, số lượng các anh bộ đội tham gia cứu hỏa rất đông, nhưng họ lại mắc kẹt ở trên cao, trong khi cách thiết kế của ngôi nhà khiến mọi người rất khó tiếp cận được ở tầng trên. Tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu vì người bị nạn ở trên cao quá, cũng không rõ là có bao nhiêu người bị mắc kẹt, nhưng tôi có nhìn thấy bàn tay đưa ra từ tầng 6, kèm theo đó là vẫy đèn pin để ra hiệu kêu cứu. Tôi rất lo lắng, chỉ mong có phép màu. Lúc đó là vào khoảng 6 giờ 15 phút, chị H nói. Trước đó vào khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6 đã xảy ra vụ cháy tại một căn nhà trên đường Đình Công Hạ, phường Đình Công, quận Hoàng Mai. Ngôi nhà bị cháy là kinh doanh đồ điện và vật liệu xây dựng. Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân mắc kẹt trong nhà. Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm bà NMH sinh năm 1971 và 3 cháu nhỏ, NDDS sinh năm 2013, NTA sinh năm 2008 và NYK sinh năm 2022. Cháy nhà trọ tại Hà Nội khiến 14 người thiệt mạng. Vào rạng sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà trọ kiêm cửa hàng kinh doanh xe điện số 1 tại hẻm 31 ngách 98 ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ cháy này đã gây hậu quả nghiêm trọng về người khi cướp đi sinh mạng của 14 người và làm 3 người khác bị thương. Vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng với mỗi tầng gồm 2 phòng, trên tầng 1 có cửa hàng bán và sửa chữa xe đạp điện. Lời kể bàng hoàng của nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ khiến 14 người thiệt mạng tại Hà Nội. Sáng 24 tháng 5, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội đã tiếp nhận 3 nạn nhân từ một vụ cháy xảy ra tại ngõ 119 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thông tin từ bác sĩ Bùi Hồng Giang, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện, các nạn nhân được đưa vào viện cách nhau khoảng 30 phút. Trong số 3 nạn nhân, có một cặp vợ chồng đang được điều trị tại khoa cấp cứu với các triệu chứng về hô hấp. Ngoài ra, một cụ bà lớn tuổi cũng đã được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng và cần thở oxy. Tình trạng của cụ đã cải thiện và cụ đã được chuyển đến khoa hồi sức tích cực vào sáng cùng ngày.
Bác sĩ Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, bệnh viện đã nhanh chóng chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị để sẵn sàng cấp cứu cho các nạn nhân. Anh Hát, tên viết tắt, một trong những nạn nhân cho biết, anh đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào khoảng gần 1 giờ sáng và ngay lập tức lửa bắt đầu lan ra khắp các phòng. Nhờ kinh nghiệm từ các vụ hỏa hoạn trước, anh và vợ đã sử dụng vài thấm nước để bịt mũi và miệng và chờ đợi sự giải cứu trong nhà. Sau khoảng 1 giờ, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa hai vợ chồng anh ra ngoài. Anh Hát cũng cung cấp thêm thông tin rằng căn nhà bị cháy là một dãy nhà trọ nơi có một cửa hàng kinh doanh và sửa chữa xe đạp điện ngay tại tầng 1 và gia đình anh mới chuyển đến đây khoảng 2 đến 3 tháng trước. Sự kiện cháy bắt đầu vào khoảng 0 giờ 30 phút và diễn ra rất nhanh với nhiều tiếng nổ. Cảnh sát phá cửa dùng thang dây cứu được 7 người trong vụ cháy nhà trọ khiến 14 người thiệt mạng. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp như phá cửa và dùng thang dây để cứu 7 người mắc kẹt trong một vụ cháy tại nhà trọ ở Trung Kính. Vụ cháy được báo cáo xảy ra vào khoảng 00 giờ 40 phút ngày 24 tháng 5 tại địa chỉ số 1, ngõ 43/98/31 phố Trung Kính. Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị như công an phường, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng đội dân phòng phòng cháy chữa cháy của phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống. Các biện pháp khẩn cấp được triển khai ngay sau khi đám cháy bùng phát, làm cháy nhiều xe máy và xe đạp điện tại khu vực sân. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt khóa cổng chính để tiếp cận và sử dụng thang dây qua cửa sổ tầng 2 để cứu 4 người. Tiếp theo, họ đã phối hợp phá cửa và tiếp tục cứu thêm 3 người khác. Đến khoảng 1 giờ 5 phút sáng, xe chữa cháy từ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07 của Công an quận Cầu Giấy đã đến hiện trường để hỗ trợ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Sau khoảng 10 phút chữa cháy, đám cháy đã được kiểm soát, không cho phép cháy lan sang các hộ liền kề. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước để làm mát các cấu kiện và tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Vụ cháy đã làm 14 người tử vong. Trong đó, 10 người đã được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ và 4 người đến nhà tang lễ Bệnh viện 19 tháng 8. Hiện tại, 3 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Ủy ban Nhân dân phường đang phối hợp với các lực lượng chức năng để ổn định tình hình và hỗ trợ cho các gia đình người bị nạn. Căn nhà bị cháy là một cơ sở cho thuê trọ và sửa chữa xe điện nằm cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m, gồm một nhà 2 tầng và một dãy nhà 3 tầng với tổng diện tích xây dựng khoảng 205m2. Trong đó, 17 người đang thuê ở với tổng số 12 phòng, bao gồm 10 phòng cho thuê và 2 phòng của chủ nhà. Vụ cháy nhà trọ 14 người thiệt mạng, người hùng đập tường cứu người đến trật khớp tay. Vào chiều tối ngày 24 tháng 5, Đồng Văn Tuấn, một thanh niên sinh năm 2003, đến từ Nam Định, đã như mọi ngày khác tham gia vào dòng người đông đúc trên đường phố giờ cao điểm. Khung cảnh tại khu trọ nơi anh thuê phòng ngày hôm đó đầy ảm đạm sau sự cố cháy phòng trọ khiến 14 người tử vong tại Cầu Giấy, Hà Nội. Những người xung quanh với vẻ mặt buồn bã và nước mắt lưu tròng không thể che giấu nỗi buồn của họ. Mặc dù anh mặc chiếc áo khoác vàng của một ứng dụng gọi xe công nghệ, ít người có thể nhận ra rằng chính anh là người trong đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội, nơi anh đã không màng nguy hiểm, leo lên thang và dùng búa để đập tường cứu người khi vụ cháy xảy ra. Tuấn đã chia sẻ rằng, trong gia đình anh hiện chỉ còn mẹ, anh và một người bạn thân từ quê nhà cùng nhau đến Hà Nội để làm nghề lái xe ôm, với công việc bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc muộn, khiến họ chỉ gặp nhau vào buổi tối tại phòng trọ. Trước đó vào 0 giờ rạng sáng 24 tháng 5, khi ngọn lửa nuốt lấy căn nhà trong ngách 43/98/31, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đồng Văn Tuấn cùng bạn cùng phòng là Hoàng Văn Nguyện, sinh năm 2002, đang ăn dở bữa cơm sau một ngày dài chạy xe ôm công nghệ. Nghe 2-3 tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng hô hoán, Tuấn nhanh chóng sang nhà hàng xóm xem xét, người chưa kịp mặc áo. Tại thời điểm này, khung cảnh hiện lên trước mắt hai thanh niên này là một hiện trường hỗn loạn, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt, lan ra tận cổng. Nguyện nhanh chóng tìm bình cứu hỏa để xịt thẳng vào ngọn lửa, nhưng mọi nỗ lực như bất thành. Rồi họ cùng vài người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu, cùng ánh đèn pin ló rạng từ một căn phòng trên tầng 2. Có thêm chiếc búa tạ của một hàng xóm khác cho mượn khi leo tới, Tuấn một tay bám vào thang, một tay ra sức dùng búa đập tường, tạo lối thoát cho người mắc kẹt. Khi được hỏi, Tuấn nói không nhớ nổi mình đã đập bao nhiêu nhát búa, anh đập đến trập khớp ngón tay thì có người lên giúp đỡ để phá tiếp. Sau ít phút, Nguyện tới hỗ trợ cùng anh đưa nạn nhân ra ngoài. Nói về chiếc búa, chàng trai sinh năm 2003 cho biết chiếc búa nặng khoảng 4-5kg, bản thân mình chỉ bị trật khớp tay, tình trạng nhẹ nên không sao.
Còn Hoàng Văn Nguyện lại nhớ như in về những người đã được cứu thoát. Qua mảng tường mà người bạn cùng phòng và hàng xóm nỗ lực phá vỡ, đó là một gia đình ba người. Tôi nhớ rõ có một bé trai, em bé chừng 7-8 tuổi, Nguyện kể, cho rằng mọi thứ trôi qua chỉ trong chớp nhoáng. Đoạn clip cứu người của Đặng Văn Tuấn được lan truyền trên mạng xã hội. Tuấn cho biết bản thân mình được gọi với tên người hùng, nhưng mình không phải người hùng vì ở hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ làm như vậy. Ý quan trọng nhất là việc cứu người. Chân dung người hùng phá tường cứu 3 người trong vụ cháy 14 người tử vong ở Hà Nội. Vào hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1 hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tiếp cận hiện trường, các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ổ cửa sổ, tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Trong diễn biến liên quan đến vụ cháy 14 người tử vong ở Hà Nội, mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip chia sẻ hình ảnh về những hình ảnh nam thanh niên dùng thang dây leo lên cửa sổ ngôi nhà bị cháy để đập tường cứu người bên trong. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, không ít bày tỏ sự tán dương cho người hùng bất chấp nguy hiểm để cứu người trong đám cháy. Qua tìm hiểu, một trong số những người hùng giải cứu người mắc kẹt bên trong vụ cháy 14 người chết, tên Tuấn, 21 tuổi, quê Nam Định. Theo anh Tuấn, anh là sinh viên của một trường đại học và đang thuê trọ ở gần ngôi nhà bị cháy tối qua. Anh Tuấn chia sẻ, gần 1 giờ sáng, anh nghe thấy tiếng hô hoán có cháy từ nhà hàng xóm. Theo phản xạ, anh vội chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà bên cạnh. Việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Thời điểm này, tại căn nhà nơi xảy ra vụ cháy, có nhiều tiếng kêu cứu. Anh Tuấn và hai người khác nhận định vị trí để tiếp cận người phía trong căn nhà. Nơi tiếp cận là một lối duy nhất giáp danh với nhà bên. Lối này có thể leo lên để cứu người. Sau đó, anh Tuấn cùng hai người khác dùng thang leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt chui ra. Anh Tuấn kể, trong clip xuất hiện trên mạng xã hội không phải tôi. Khi đó, tôi với hai người khác thay nhau leo thang lên rồi đập tường của căn nhà. Khi đục tường, lần lượt 3 người chui ra, trong đó có 2 người lớn và 1 trẻ em. Cũng theo anh Tuấn, sau khi cùng 2 người bạn cứu được 3 người, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo là vô vọng. Lúc này, mọi người đành bất lực trước tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt trên tầng thượng. Anh Tuấn chia sẻ thêm, vụ cháy xảy ra ít phút, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Song căn nhà xảy ra hỏa hoạn, nằm sâu trong ngõ, việc cứu hộ cứu nạn và dập lửa gặp muôn vàn khó khăn. Cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Đêm ngày 12 tháng 9, rạng sáng 13 tháng 9 năm 2023, vụ cháy chung cư mini đã xảy ra tại số nhà 37, ngách 29-70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, làm 56 người chết và 37 người bị thương. Vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29-70 phố Khương Hạ, có diện tích khoảng trên 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống. Vụ cháy đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Đây được xem là một trong những vụ cháy có số người thương vong nhiều nhất trong những năm qua tại Việt Nam. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng, loại xe tay ga. Xót xa tiếng kêu cứu trong vụ cháy chung cư mini khiến gần 100 người thương vong tại Hà Nội. Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 56 người tử vong xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 37, ngách 29-70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là ngôi nhà cao 9 tầng 1 tum được xây trên nền diện tích khoảng 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, người dân phát hiện xảy ra cháy tại số nhà nêu trên. Rất nhanh sau đó, lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong chung cư có nhiều người. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu la hét từ ngôi nhà bị hỏa hoạn.
Nhiều nhân chứng chứng kiến sự việc cho hay, rất nhiều người kêu cứu nhà có trẻ con nhưng lực lượng cứu hỏa không tiếp cận được. Nhiều người chạy lên tầng thượng của tòa nhà, bật đèn flash ra tín hiệu cầu cứu. Họ cho biết bị ám ảnh bởi tiếng la hét của các nạn nhân. Vụ cháy lớn khiến căn nhà chìm trong khói đen và sự hoảng loạn, có người đã ôm con nhảy từ tầng cao xuống đất. Không chỉ tiếng la hét kêu cứu trong vô vọng gây ám ảnh, mà hình ảnh ngay cả trong đêm và rạng sáng 13 tháng 9, các nạn nhân liên tục được đưa ra ngoài bằng cán lên xe cứu thương, đến các bệnh viện cũng khiến cho những người chứng kiến không khỏi xót xa. Theo thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Nhiều cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần như kiệt sức sau nhiều giờ chữa cháy cứu nạn. Hoảng loạn, bật khóc tìm kiếm người thân trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội. Liên quan đến vụ cháy ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, sáng 13 tháng 9 năm 2023, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường và lực lượng chốt chặn để đảm bảo công tác cứu nạn cứu hộ. Xung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn kinh hoàng, người thân của những người dân sống tại tòa chung cư mini đó, có người hoảng loạn xin cơ quan chức năng cho vào trong để tìm xem có người thân của mình hay không. Còn có người khác thì bật khóc, bất lực nhìn vào trong con ngõ nơi xảy ra hỏa hoạn. Còn một số người tay luôn cầm điện thoại, chấp chấp lại, bấm số gọi điện cho người thân, mong bên kia có một chút phản hồi để phần nào yên lòng. Con ngõ nơi sinh sống của hàng chục hộ dân này đau thương và tan hoang. Một số người nhận được thông tin khu chung cư mini này bị cháy khi lướt mạng xã hội. Một người đàn ông đã phải tức tốc từ quê ra để xem tình hình con trai của mình ra sao. Nhưng khi đến hiện trường, người đàn ông này chỉ bất lực nói với những người hàng xóm sống gần chung cư rằng con mình đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Hiện nay, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện khác nhau. Những người nhà có người thân sống trong khu chung cư này đã phải vật vã chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện nọ để mong nhận được tin từ người thân của mình. Đến thời điểm hiện tại, số người vong mạng đã lên đến đơn vị hàng chục. Nhiều người thân thấp thỏm chờ đợi thông tin từ cơ quan chức năng xác định danh tính những nạn nhân và không ngừng cầu nguyện trong những nạn nhân xấu số không có tên của người thân mình. Cháy chung cư mini Hà Nội, chàng shipper dũng cảm lao vào cứu 9 người trong đêm. Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến hàng chục người thương vong đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa. Đến chiều 13 tháng 9, công tác dọn dẹp hiện trường cũng như nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ. Trong vụ cháy nghiêm trọng này có những tấm gương dũng cảm của người dân sẵn sàng lao vào ngọn lửa để cứu những người dân mắc kẹt trong đám cháy. Theo đó, anh Nguyễn Đăng Văn, 30 tuổi quê Bắc Ninh, là người lao vào đám cháy cùng với lực lượng cứu nạn cứu hộ giúp đỡ được hai nạn nhân thoát khỏi đám cháy. Theo đó, rạng sáng 13 tháng 9 năm 2023, anh Văn nhận được điện thoại của người thân rằng chung cư mini nơi này đang sống, bốc cháy ngùn ngụt. Thời điểm đó, anh Văn chạy đến hiện trường. Đám cháy đã cơ bản được dập tắt và lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Muốn tìm xem người thân của mình hiện ra sao, anh Văn đã đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít, lấy chiếc búa của nhà dân đối diện chung cư, cùng các chiến sĩ vào bên trong hiện trường. Anh Văn tìm người từ các phòng trong tầng 9, không tìm được người thân, nhưng anh Văn đã tìm được 9 người dân khác và đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy. Sau khi ra khỏi hiện trường đám cháy, anh Văn mới biết được người thân của mình đã thoát ra trước đó. Bên cạnh đó, trong đám cháy này cũng có những người hùng thầm lặng khác từ đội cứu hộ không đồng Fast Angel, đội cứu nạn gồm những người tài xế xe ôm công nghệ, đồng hành cùng các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy để cứu nạn nhân ra khỏi đám cháy kinh hoàng. Trong nhóm cứu hộ Fast Angel, có anh Nguyễn Văn Đại, 28 tuổi là thành viên, đã cứu được 3 người ra khỏi vụ cháy. Những nạn nhân đều đang còn sống và được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Trong chưa đầy một năm, hai vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra ở Hà Nội. Một vụ chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng và một vụ khác tại nhà trọ là 14 người tử vong, phản ánh những thiếu sót trong quy hoạch nhà ở và đô thị. Không có giải pháp tình thế nào có thể khắc phục được những bất cập này. Hoàng Tuấn, người đã tham gia cứu hộ trong vụ cháy nhà trọ vào rạng sáng ngày 24 tháng 5 tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vẫn còn ám ảnh bởi tiếng nổ lớn trong đêm đó. Ban đầu anh nghĩ tiếng nổ chỉ là tiếng đập cửa, nhưng chúng ngày càng lớn kèm theo tiếng hô hoáng. Anh mở cửa phòng và bàng hoàng nhận ra rằng đó là tiếng nổ từ nhà hàng xóm bốc cháy dữ dội, lửa và khói mù mịt và hơi nóng phả vào mặt anh. Vụ cháy đã diễn ra trong một ngách nhỏ và chật hẹp của Hà Nội. Chỉ trong vài giây đã lấy đi sinh mạng của 14 người, phần lớn trong số họ còn rất trẻ, đa phần đều dưới 30 tuổi.
Từ đây nhiều thắc mắc trong dư luận được dấy lên rằng tại sao nhà thấp tầng nhưng lại vẫn có nhiều người thiệt mạng. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy thảm khốc cướp đi sinh mạng của 14 người, anh Hoàng Tuấn chạy vội xuống con ngõ nhỏ và nhận ra rằng người dân đã tụ tập đông đúc quanh hiện trường vụ cháy. Ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc lên nghi ngút kèm theo những tiếng nổ lớn khi mọi người đang cố gắng dập lửa. Họ thấy những cánh tay vẫy và nghe tiếng la hét kêu cứu từ cửa sổ của ngôi nhà 2 tầng đang cháy. Từ kinh nghiệm là lính nghĩa vụ và qua đào tạo sơ bộ về phòng cháy chữa cháy, Tuấn biết mình cần phải đục tường để cứu những người mắc kẹt bên trong. Sau khi hỏi những người xung quanh, một nam thanh niên đã đưa cho anh một cây búa tạ nặng khoảng 4-5 kg. Theo đó, Hoàng Tuấn cùng một người khác, cũng tên là Tuấn, 21 tuổi đến từ Nam Định thay phiên nhau leo thang, dùng búa tạ gõ mạnh vào bức tường sát mép cửa sổ nơi bị gắn song sắt và là lối thoát hiểm duy nhất. Sau vài phút, một phần tường lớn đã vỡ ra, cho phép hai người lớn và một trẻ nhỏ thoát ra ngoài an toàn. Trong khi đó, anh VT, tên viết tắt, và vợ của mình đang loay hoay tìm lối thoát trong căn phòng nhỏ của mình. Khi mở cửa, họ thấy lửa đã lan khắp hành lang, khói đen bốc lên từ tầng 1. Nhớ lại những kỹ năng đã học, anh T dắt vợ quay lại phòng, trốn vào nhà vệ sinh và dùng khăn ướt bịt mũi để thở. Sau khoảng 1 giờ chịu đựng đám cháy, cả hai cuối cùng đã được lực lượng cứu nạn tiếp cận và đưa ra ngoài. Họ là 2 trong số 7 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ cháy. Anh Phan Quốc Việt, đội trưởng đội cứu hộ FAS Angel, đến hiện trường vào lúc 1 giờ 10 phút sáng, 30 phút sau khi đám cháy bắt đầu. Anh cho biết tại hiện trường có một khoảng sân để khoảng 20-30 chiếc xe máy và xe đạp điện. Những chiếc xe này đã bắt lửa và bùng cháy dữ dội gây khó khăn trong việc dập lửa và là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người tử vong. Phải đi qua khu để xe mới vào được nhà trọ, khi ngọn lửa bén vào, các xe đã chặn lối thoát. Khi dập tắt được ngọn lửa, những chiếc xe này chỉ còn trơ khung sắt, đội trưởng đội cứu hộ FAS Angel Phan Quốc Việt nói. Hiện trường cho thấy khu đất bị các căn nhà xung quanh quay gần như bốn phía, chỉ có một lối vào nhỏ. Khi xe máy và xe đạp điện bốc cháy, đám cháy đã phong tỏa lối thoát duy nhất. Cụ thể ghi nhận từ hiện trường, khu đất bị các căn nhà xung quanh quay gần như bốn phía, chỉ có một ngõ nhỏ để ra vào. Khi phía bên trong xe máy xe đạp điện bốc cháy dữ dội, đám cháy án ngữ đúng vị trí duy nhất có thể thoát hiểm. Chưa kể khi nhận tin báo, xe cứu hỏa có thể tiếp cận từ nhiều hướng nhưng đều phải dừng lại tại đầu ngõ 119 Trung Kính. Lính cứu hỏa phải mang theo dụng cụ cá nhân, chạy bộ vào hiện trường do nhà bị cháy nằm trong ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo. Càng đi sâu vào đường càng hẹp. Quá nhiều bất lợi từ vị trí, tính chất, thời điểm, kết hợp lại trở thành nguyên nhân khiến đám cháy gây thiệt hại nặng nề dù ở nhà thấp tầng. Nhưng sẽ không khó hiểu nếu nhìn từ hiện trường, có thể thấy ngôi nhà trọ gần như là một cái bẫy chết người khi xe điện và bình ắc quy bày chật kín sân tầng 1, tầng tung và tầng thượng không có cửa sổ ở dãy nhà cho thuê trọ lại hướng vào trong sân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người trong các vụ cháy. Lãnh đạo phường Trung Hòa cho biết ngôi nhà bị cháy là một nhà ở gia đình, cũng được sử dụng để cho thuê và sửa chữa xe điện nằm cách phố Trung Kính khoảng 200m. Mặc dù ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy và được bố trí ở sân và hành lang các tầng, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và lan nhanh vào các phòng trọ khiến người dân không kịp phản ứng. Chỉ trong khoảng hơn 10 phút, từ 0 giờ 40 phút đến 0 giờ 52 phút sau khi nhận được tin báo cháy, đám cháy đã lan rộng và thiêu rụi toàn bộ xe máy, xe đạp điện và xe đạp ở khu vực sân, với khói và khí độc bao trùm khu vực. Lãnh đạo phường cũng cho biết trong thời điểm kiểm tra và rà soát các loại hình chung cư mini và nhà trọ địa phương đã xác định cơ sở này cần được theo dõi vì chưa đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và đã yêu cầu chủ nhà khắc phục trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, trước khi thời gian khắc phục kết thúc, vụ cháy thảm khốc đã xảy ra. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khi trực tiếp đến hiện trường nhận định rằng còn nhiều bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy bắt nguồn từ việc các ngôi nhà cũ được cơi nới để cho thuê, làm vỡ quy hoạch. Ông Phương cũng chỉ ra rằng, trong các vụ cháy, thường thì tỷ lệ tử vong do ngạt khí cao hơn do bị cháy. Nhưng trong vụ này, tỷ lệ chết cháy lại cao hơn do lửa lan trực tiếp vào từng phòng. Ông Phương nhấn mạnh rằng cần có quy định chặt chẽ hơn về điều kiện kinh doanh tại các kiosk, hàng sửa xe và nơi vừa là nhà ở vừa kinh doanh. Qua khảo sát của đoàn kiểm tra từ Quốc hội và Ủy ban Quốc phòng An ninh, tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở Hà Nội và các thành phố lớn khác. Ông cũng đề cập đến sự khó khăn trong việc giải tỏa do người dân đã sinh sống lâu đời tại đây. Giải pháp được ông đề xuất là phát triển các khu đô thị mới và dần biến các khu hiện tại thành đô thị cổ để tham quan nhưng không an toàn để ở. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!